Ngày hôm nay, Multimedia GSC và Việt Nam International Fashion Week tổ chức buổi tiệc đầu xuân. Đây là một buổi tiệc rất đặc biệt bởi vì đây những vị khách của chúng tôi không phải là người Việt Nam mà họ là những vị khách quốc tế hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ là những tổng lãnh sự của các đại sứ quán, là những người bạn quốc tế, những đối tác quốc tế của Multimedia GSC và của Việt Nam International Fashion Week. Là một người làm trong lĩnh vực thời trang, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ quảng bá thời trang Việt Nam mà chúng tôi còn phải có trách nhiệm quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Chúng tôi muốn rằng những người bạn quốc tế sẽ có cơ hội để được trải nghiệm một cái không gian rất là Việt Nam, đặc biệt là không khí Tết. Rất là may mắn khi mà ý tưởng của tôi đã được trùng với tâm huyết của siêu mẫu Vũ Thu Phương. Và đó là lý do mà chúng tôi đã bắt tay thực hiện tổ chức những buổi tiệc này. Và mọi người đang rất là hào hứng, hồ hởi để đón một mùa xuân mới, xuân Canh Tí 2020. Ngày hôm nay Phương cảm thấy rất vui khi cùng với chị Trang Lê và công ty Multimedia tạo ra một cái buổi du xuân dành riêng cho các lãnh sự quán, đại sứ quán và các nhà thiết kế của quốc tế cùng thưởng thức hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam. Và thực sự Phương cảm thấy vô cùng tự hào. Đến cuối cùng thì mong muốn của Phương bao nhiêu năm nay đã được thực hiện, không chỉ với những người dân Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế nữa. This is so exciting. It's the first time that I'm in Vietnam for Lunar New Year. And I've never been to an event like this. I've never worn the Áo Yan before, and it is absolutely beautiful, and it makes me feel fantastic. So I study aging and longevity, and I have to say, this makes me feel very young. The wish that was created especially for me, even though I cannot really understand what it says. So I need to find out and ask someone to translate it for me. Actually very impressed to be here today and enjoy some of traditional Vietnamese culture around Tết. My name is Samira and I am here today. It's really amazing to learn how to make all the traditional toys and games during the Tết. And it's a lot of small details and very, very nice to see that here and to experience that. Very happy that I was invited, and this is my first experience to wear Áo Dài. I never worn an Áo Dài before, even though I'm Vietnamese, but I never worn it before. So I'm very happy to be here, and I wish all the Vietnamese chúc mừng năm mới. Hello, my name is Joe. I'm from Nước Mỹ. It's very nice to see the traditions here, the people in Vietnam, how they celebrate their Tết holiday. I was invited by Ms. Chang today to experience a traditional Tết celebration. And the minute I walked in, I felt like being, in a way, back home. I lived in Hanoi before, and we celebrated Tết three times, and it always felt like a very warm and so rich traditionally cultural event. And since living in Saigon, we never really experienced that. So coming in here, the music, the smells, the activities we could do are like really giving us that feeling. I'm very, very thankful for this because it's the first time I experience all this, even if I've been living here for many years. I love it. 14 years ago was my first Tết in Vietnam for something very, very special. I came to adopt my first son. My son is Vietnamese and he was born on the 7th of February, which is during Tết. So for me, Tết period is always a very emotional time, because this is the first time I met my son and he was very, very small. So yeah, Tết is special for me. I will come back with my kids because I'm sure they will enjoy the experience. Thank you so much again to Ms. Trang Le and Vietnam International Fashion Week. I want to try to make together this beautiful lady, Ban Choi. I know it will be no easy for me, but I'm sure that this beautiful lady can help and teach me how to do Ban Choi. Thank you. Ho
Okay. You have to put this side. Okay. Ah, put it this way. Okay, okay. Yeah. I want to thank Mr. Angle to invite me today for this very nice and welcoming event. So today was really special for me to be able to be here and make banchang and taste the traditional foods and learn more about Tet celebrations here in Vietnam. So for me, this was my second time trying to make banchang. I think my technique's improving, but I need a lot more practice. But it was really fun, and probably even more fun was eating the banchang later that other people made. So I think it was wonderful of Ms. Chang Lei to organize this event, to introduce many of us, her foreign friends, to more about the traditional Tet celebration. So I really appreciated it, and it's a beautiful restaurant too. Mrs. Chang 선생님 덕분에 초대를 받아서 여기 오게 됐습니다. 오늘 여기 와보니까 정말 전통적인 베트남의 어떤 문화와 음식에 대해서 좀 많이 경험을 했고요. 너무 재밌고 흥미로웠습니다. 그리고 약간 좀 비슷한 면은 한국의 음식과 또 좀 비슷한 부분들이 많아서 참 재미있었던 것 같습니다. 음식도 너무 맛있었고요. 너무 초대해 주셔서 감사합니다. Hey guys, this is Andrew and my name is Eun Sung Park and we are from Korea and being here in Vietnam for a couple of years now, but this is a great experience enjoying all the traditional food of Tet holiday from the north. The food here is really exceptional. I love this the spring rolls from the north. This fish dish, the catfish, the owner here cooked for 18 hours just to serve today. And this is really, really good. Really flavorful. I live in Vietnam since 5 years. And I choose this place because it's very traditional, as Italy is, as most of European countries are. The ambience here is very welcoming. People always smile, they are nice to each other, they help each other, they are respectful, older people like me, and they are very friendly. It's a beautiful place where to live, beautiful place where to stay, and to eat, enjoy life. Xin được cảm ơn chị Trang Lê, cảm ơn ban tổ chức đã hôm nay cho chúng tôi một cái cơ hội được trải nghiệm những phong tục tập quán trong dịp Tết tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta có thể thấy là tôi được gặp rất là nhiều những người bạn nước ngoài, họ đến Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam và đã yêu Việt Nam theo cách của họ. Và điều mà khiến cho họ yêu Việt Nam chính là từ những phong tục tập quán, những dấu ấn văn hóa từ lời ca, tiếng nhạc, ẩm thực đã thu hút tất cả các bạn nước ngoài. Và tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta hãy duy trì điều này, bởi đó chính là Việt Nam, đó chính là truyền thống, đó chính là văn hóa và đó chính là điều mà chúng ta tự hào. Chúc quý vị một 2020, một thập kỷ của thăng hoa, hạnh phúc và tràn đầy sự thỏa mãn. Ngày hôm nay là mùng 1 Tết và An Quán vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi mà được đón tiếp toàn bộ các vị khách quý như thế này. Mà Phương cùng với tập thể nhân viên An Quán, chị Trang Lê và công ty Multimedia xin gửi lời chúc đầu năm tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, mọi sự luôn luôn bình an, may mắn và hạnh phúc trong một năm mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất chân thành và sâu sắc đến An Quán và vợ chồng sư mẫu Thu Phương đã cho bản thân tôi cũng như tất cả các bạn bè quốc tế một cái buổi trải nghiệm vô cùng tuyệt vời như thế này. Nhân dịp xuân mới Canh Tí 2020, tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng năm mới for everyone. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
Happy New Year! Chúc mừng!